1, 2, 3. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự diện của toàn thể quý vị khách quý, cô dì chú bác anh chị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, bà Thu Thảo đang rất vinh dự được đứng trong khán phòng gia tiên của đài gia đình chú rể Văn Trình. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ ổn định vị trí chỗ ngồi để bước tới nội dung đầu tiên trong đại gia đình gia tiên. Bước tới nội dung chào dâu và nhận dâu, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu, tôi cảm xin phép được trân trọng kính mời cô bác đại diện của đội hạ nhà gái sẽ có một lời phát biểu chào dâu trước các bác đại diện quan viên họ và trước toàn thể tổ tiên. Xin được trân trọng kính mời các đại diện quan viên họ nhà gái. Cô đúng em chị hiệu cầu. Không. Theo cầu chị. Trong những buổi lễ thành hôn nay
tôi cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các cô, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, bên bộ, bên ngoại và toàn thể bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể đã có mặt tại phòng lễ hôm nay để dự và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Cuối cùng tôi xin được thay mặt gia đình nhà trai xin được kính chúc tất cả các cô, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị đại biểu và bạn bè thân thiết nam nữ của cô dâu chú rể mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Những ống kính máy quay, những chiếc điện thoại thông minh nhất của toàn thể quý vị,
chúng ta hãy lên trên sân khấu để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này, vì nó chỉ diễn ra một lần trong đời nhưng sẽ là mãi mãi. Mời hai bạn. Nào có đôi cười thật tươi và cúi chào toàn thể quý vị. Lên, một tiết trời vô cùng tuyệt vời, một chút nắng, một chút mưa thu nhẹ nhẹ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưa thuận gió hòa, thưa quý vị. Ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, mùng 4 tháng 9 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Dần, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của gia đình đôi bên, và đặc biệt là tình cảm tình hiểu kỹ lưỡng của Văn Trình và Thu Hồng, thì lại lễ thành hôn của chú rể Văn Trình sánh duyên cùng cô dâu Thu Hồng đã được diễn ra với bầu không khí ấm áp và tràn đầy hạnh phúc bởi sự diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Thu Thảo xin được thay mặt cho ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Văn Trình sánh duyên cùng cô dâu Thu Hồng chính thức được bắt đầu. Với lời cho toàn thể quý vị ở đây, chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. À, thưa quý vị, theo quan sát của toàn thể quý vị, bên tay phải là một tháp bánh sừng sững và bên phía trái là một tháp rượu mini. Chúng tôi có được với những nghi thức quan trọng trên trung tâm sân khấu, đặc biệt những cơ sở vật chất tốt đẹp này, một không gian vô cùng tươi đẹp và lung linh này, đó chính là sự hỗ trợ cũng như vun đắp của các bác đại diện quan viên hai họ, của ông bà, ba mẹ đôi bên. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người thân yêu của gia đình đã tạo cho chúng con được một ngày đại lễ thật ý nghĩa và tốt đầy hạnh phúc. Ngay sau đây, mời hai bạn sẽ bước ra phía tháp bánh của chương trình. Với các bạn và quý vị, bánh tình, bánh nghĩa, bánh phô thơ, hai mái đầu xanh người ước thề, để rồi gừng tay mũi mặt xin được quên nhau. Mời cô dâu và chú rể cùng cầm chung một chiếc dao mồ hưởng yêu thương. Tầng lớp bánh ngọt thứ nhất, xin mời hai bạn. Mấy ngày nào quen biết nhau, nhắn tin và trò chuyện, bây giờ đôi bạn của chúng tôi đã cảm thấy rằng không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời, và gửi tấm thiệp hồng tới tận tay toàn thể quý vị. Tháp bánh thứ hai xin mời. Đó chính là lý do quý vị có mặt đủ đầy ở đây để chung nhịp đập. Xin mời tháp bánh thứ ba. Kể từ nay hai bạn đã về chung một nhà, hết đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, và chắc chắn từ ngày mai sẽ thức giấc chung một giờ. Xin được trân trọng chúc mừng hai bạn. Có thể nghe những tràng pháo tay của quý vị để chúc mừng ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời đôi bạn trẻ di chuyển sang phía phải của trung tâm sân khấu. Thưa quý vị, không có cánh chim hoa hồng để được hưởng những hạnh phúc, những ngọt ngào say đắm giống như những tháp bánh mà hai bạn đã cùng nhau chia sẻ, thì hai bạn phải quyết tâm vượt qua mọi sóng gió khó khăn trong cuộc sống. Giống như các cụ ta từng nói, vợ chồng hòa thuận tát biển đông cũng cạn. Anh có thương em thì lo một vùng cao cho tốt, một hũ rượu cho đầy, đặt lên bàn thường hạ xuống bàn xây. Chàng đứng đó, thiếp đứng đây, cha mẹ kết nghĩa xung vầy cho con. Xin mời đôi bạn sẽ khui từng tầng lớp rượu xung quanh của chúng tôi để xúc tác cho những cung bậc cảm xúc của hai bạn trong buổi chiều đại lễ thành hôn hôm nay. My own silhouette, I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Màu đỏ của người trái tim đang được chuyển tràn trên các lễ của chương trình, giống như những mọc ngọt gắn kết tình yêu của hai bạn. Hoa hồng có trắng lan tỏa sự lãng mạn của tình yêu, những cái hôn ban sớm, những cái ôm ban chiều, để cho tình yêu sẽ căng đầy mãi mãi.
trong phần thanh tiếp theo trong buổi giáp tình pháp y của chương trình. Xin mời thư giãn và chú rể tuyệt vời. Của mình trên tay, xin mời.
kính thưa các cụ, thưa toàn thể các ông bà, hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi đưa cháu về làm lễ thành hôn cho hai cháu. Đến giờ phút này chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi đồng nhiệt và chú đáo. Cuối cùng tôi xin chúc các cụ ông các bà trong hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Chụp nhanh. Tôi xin phép được thay mặt cho gia đình nhà trai xin trước hết là chúng tôi xin được nhận cháu Hồng làm dâu của trong gia đình và làm con cháu trong dòng họ chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn đại diện rồi tất cả các ông các bà trong nhà gái đã đưa cháu Hồng về dự cái buổi lễ thành hôn hôm nay. Và cuối cùng tôi xin được kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà trong hai gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Xem video vui vẻ và hãy nhớ like, share và đăng ký kênh của cho Cao Kiên TV.